Mãi đẹp hào hoa.
xa cách sở đâu có ngại gió sương đêm ngày. Về đây đồng sang bóng quý quan hoàng ngất ngây, sau trước gần xa xem ai hiểu duyên hoàng thương. Ông ban cho thanh đồng ngày nay sâu ngân sáng tiếng, nức danh ba miền cửa nhà ra sự bình yên. Nghe tiếng chuông ngân con thấy bóng quan hoàng loan ra nơi cung vàng, mặc áo vàng gấm thêu hoa, tay tiên viết câu thơ thần, cầm quạt ngà bước chân ra. Xiết bao niềm vui khi xa chốn nhân gian rồi, mà lòng còn luyến lưu đầy lộc thánh ông ban cho từ đây
Nam bình an. Nước kia dẫu cạn cung hoàng ngàn năm trăng sáng, núi kia dẫu mòn đức hoàng vẫn tựa vầng cho chúng thần mặt trần nặng căn cao số, lời kêu tiếng cầu xin hoàng cho thỏa lòng mong. Ghế ông tâm thành xin quan hoàng người đi tâu đôi, độ cho thanh đồng suốt đời vạn sự hanh thông. Cho người trần thế chúng con bình an, bốn phương nước Nam thành bình, được đời đời cháu con hiền vinh. Đời người ai mà có lần may mắn ngắm dung nhan hoàng ngự đồng ảnh bóng dương gian, mới hay trong việc đạo lành ngự về đồng có ai bằng quang. Như khi ông giáng vô dương đồng đẹp dạng ngời sáng như hào mãi mê say dẫn cung đàn tiếng ca xin quan hoàng. Chứng khắp thế gian, diệt oai hùng hiên ngang, loan giã nơi cung vàng, khoác áo vàng hào hoa trang hoàng.
đèn hoa kết nết mơ màng, ngự đầu đồng có ai bằng quan. 12 các cô tiên nàng hầu quan hoàng bóng sang cõi trần gian. Tiếng ca cung đàn vang khắp nơi cung quạc, nghênh đón hoàng giáng lâm con, xin quan hoàng chứng tâm cho bắc trung nam muôn đời, khắp nơi nơi cháu con sáng ngời. Dù đi khắp bốn phương trời, cảnh hoàng đang ngự vui trần gian, đón vương ông người về tâu đôi khắp nơi bình an. Quan hoàng là mừng quan hoàng, vui ngự
dân gian ban lộc tài cho đồng vũ đến đây rất là đẹp trang nhã phong quang có cả các cô tiên nàng hầu cận nữ quan hoàng trông thật sang thật sang hoàng chiêu lộc xô cặp mã muôn người khắp bốn phương trời ai bằng quan bằng quan mẹ lịch sử có ai bằng quan quan hoàng loạn ra chứ khắp nhân gian nhà nhạc lực ngỡ vang khi trăng trong hoàng lên đầu thần ngoạn nguyệt họa thơ tiên hỏi chuyện cung nga chứ cỡ sao lại gọi trăng già ở chơi chốn đỏ nay đã bao năm ai là bạn chi ấm thăm việc nhìn xuống nhân gian còn vương tình trăng cỡ sao lại gọi chị Hằng ở chơi chốn đỏ chi bằng mà xuống ở đây xuống đây mau hãy xuống đây đúng đó xuống đây mau hãy xuống đây vui cùng hoàng thập vài giây cho thỏa lòng giây vài giây cho thỏa lòng chẳng nghĩ chờ là chờ chẳng nghĩ chờ ai mà thờ mượn cánh nhạn nhắn gửi câu thơ tới cung nghi quảng hàn hỏi tiên nữ sao nàng không ra ngự chân gian về cùng hoàng vui bãi chén bàn hoàng tiên nữ thu mây đáp lại quan hoàng hẹn người quân đi từ khi về đây tiệc huê mở cho hết ba ngày cho thỏa đêm ngày mong từng giây được cùng hoàng nhất cho thật say quan hoàng tiếng chữ vỗ tay miệng cười mừng vui sông bao nhiêu nước chưa trắng sông ngỡ bao sông bao nhiêu nước chưa tràn rượu đào ba chén mà lòng hoàng vẫn chưa say chén rượu đào xin quan hoàng nhập cho say đây chén rượu đào xin quan hoàng nhập cho say thơ chi thơ để hoàng ngây ngây ngất đi lòng chim khôn nhi đã phải cầm lông câu non thuốc là chiều lòng hoàng ăn đi chơi hoàng vẫn du góc bể chân trời vẫn du góc bể chân đi trời không đâu khang trang và lịch sử bằng nơi đền này chứ nơi bằng nơi đền bao chữ
hết cây. Bao trừ hồng đình mà hết nợ cây, sông Lam kia thời có cạn nước, nhưng ghế hoàng đây vẫn chưa hết lộc tài. Ghế hoàng đây vẫn chưa hết lộc tài. Trường đúng đó ông người thương ghế ông vất vả đoạn đi trường gian ni nan chứ càng lầm hoàng thương cho càng nhiều chứ ông thương cho càng nhiều. Hoàng chờ che, hoàng chờ che, che chở cho mọi điều. Hoàng người chờ che, che chở cho mọi điều. Qua cơn bi cực thời chiều mà thái lai, ông đi ban lộc rồi ông lại và tiếp đi tài. Chiều với tối gạn nhưng sớm mai hoàng cho lại đây, chưa đến sớm mai hoàng cho lại đây. Cho rộng cửa và cao nhà, cho buôn nghi may bán đắt, chứ lộc đề đa thịnh cường, đa đề đa thịnh cường. Các tô lên ngàn hai là đề thương, các cô lên để bài thơ cây đôi chim nhạn, nó đưa thơ tới quan hoàng người. Chứ đâu được hàng chân giật áng vẫn nghi hài, cô cả dâng ông áo ngự, cô nàng hai đi theo hầu. Ngồi xếp theo sau tin cô nàng bá, ngồi xếp mà theo sau đất lệ quê thỏi cô tu tên trầu rước ông người rơi. Tin cô nàng nắm dân già và hương soi, còn cô nàng sầu đứng ở bên ngoài trước rượu hầu ông.